bên trong nó sẽ bị xước xước này, những cái đường sâu bên trong này, thì những chiếc máy đấy là đã bị ép lại lưng rồi nhá. Ở Việt Nam làm là hay bị lộ lắm, Trung Quốc làm thì khó bị lộ, Việt Nam làm hay bị lộ lắm nhá. Hello, xin chào anh em. Ngày hôm nay thì mình đang có một cái kiện hàng ở đây. Vâng, rất là nhiều luôn. Đó, anh em mình nhìn thấy nha, một toàn là 12 và 12 Pro Max, 12 Pro thường. Thì hôm nay thì chắc là mình chỉ giới thiệu 12 Pro Max thôi, bởi vì 12 Pro Max nhiều hơn. Thì có cái gì hay thì mình mới làm clip đúng không? Anh em xem kênh YouTube của mình sẽ biết đấy. Đây là những chiếc 12 Pro Max, 12 Pro giá rất là tốt luôn. Tốt thì mình mới làm, hàng toàn hàng ngon hàng tốt thôi. Ở bên mình hiện tại đang rất là nhiều hàng. Và vì những chiếc iPhone mới 14 miết ra ấy, thế những chiếc này đã đang giảm một chút rồi. Đó, hiện tại bây giờ thì mình nói luôn. Bây giờ nó rơi vào tháng mấy nhỉ? Bây giờ nó là tháng 10 của năm 2022. iPhone 14 series vừa mới ra xong. Thế nên chiếc máy này hiện tại bây giờ các bạn mua thì giá chỉ cần mấy triệu thôi là các bạn có thể sở hữu được những chiếc iPhone 12 Pro Max này rồi. Đó, ở trong này thì có cả 12 Pro và 12 mini nữa thì phải. Nhưng mà thôi mình cứ làm mỗi 12 Pro Max thôi nhá. Thì bây giờ mình bỏ xong vào bên và mình lấy máy ra. Đó, để mình giới thiệu cho các bạn nó ngon như nào. Đây nhá. Thì phải nói thật với các bạn là các bạn xem cái YouTube mình, các bạn biết là mình thì rất là đa dạng về máy và chỉ làm hàng zin thôi. Đó, rất là đa dạng và chỉ zin thôi nhá. Đây, mình đang có rất là nhiều này. Đó, chiếc máy này là nào thì về đây nhân viên của mình bên mình đã test rồi và bọc lại túi lông rất là cẩn thận đấy, để mà tránh bị xước hay là bị xảy ra vấn đề gì đó. Đó, bọc ni lông cẩn thận cho nó sạch sẽ đẹp đẽ. Đây, trong cái kiện hàng là chả hiểu sao lọt một cái iPhone 12 mini ở đây. 12 mini thì rẻ thôi, con này thì bây giờ chắc chỉ tầm hơn 7 triệu tí thôi. Đó, mua thì liên hệ luôn nhé. Đó, chỉ có một con thôi. Đây, như chiếc 12 Pro này, 12 Pro thì tầm 16-17 triệu. Đó. Đây, bỏ con 12 Pro, còn bên 12 Pro cũng nhiều phết đấy. Mình sẽ bỏ qua một bên. Mình chỉ giới thiệu 12 Pro Max thôi. Đó. Ok nhá, nhiều 12 Pro Max lắm. Đây nhá, mình sẽ nói luôn là những chiếc máy này hiện tại bên mình bán hoàn toàn là dưới 20 triệu hết. Đó, chỉ trừ phiên bản 512GB và 256 thì nó sẽ hơn 12 triệu một chút, còn 128GB thì hơn 20 triệu một chút, còn 128GB hoặc là dưới 20 triệu một chút, trên 16 19 triệu. Còn 128GB thì các bạn mua với mức giá chỉ tầm khoảng 17 18 19 triệu thôi, tùy loại. Đó, tùy loại nhá. Và các loại phân ra như nào thì tí các bạn xem clip là các bạn sẽ biết rõ nhất. Thì mình chỉ phân chỉ có máy zin thôi. Thế nên là có những chiếc là rẻ hơn bởi vì lý do này, những chiếc rẻ đắt hơn là vì lý do kia, thì ở trên clip này mình sẽ nói cụ thể hơn. Mình đang nói ví dụ đây nhá. Đây, ví dụ hiện tại mình đang có một chiếc máy mình ghi là pin 95 đây này, hay là chiếc máy này pin 89 đó, thì giá hai chiếc máy này nó phải khác nhau. Tất nhiên là pin 89 nó sẽ rẻ hơn, nhưng nhá, có những chiếc máy pin 100% mà vẫn rẻ hơn. Đó, không phải pin thay đâu, cái này thì không rẻ này, mà nó lại là kiểu khác. Đó, nó là máy, những cái máy trả bảo hành của chính hãng. Đó, thế nên là pin nó rất là cao, nhưng mà bây giờ iPhone, Apple nó có những cái thuật toán quản lý thiết bị rất là ngon. Thế nên chúng ta có thể nhận ra rất là dễ dàng. Để mình xem một con nhé. Đó là mình sẽ nói cụ thể hơn. Đây, pin 91 này. Đấy, những con này là hoàn toàn là hàng 12 Pro tiếp, bỏ sang một bên. Đó, lọc đây có pin 98 này. Con này là pin 98 nha, nhưng cũng rất là rẻ này. Mình nhớ không nhầm thì chính là con này này. Bởi vì là con này là hàng trả bảo hành thay màn hình tại chính hãng rồi. Đó, linh kiện Apple chính hãng này, nhưng là zin hết nhá. Apple thay thì là zin thôi. Đó, cái này thì không phải là hàng thay mà là hàng vấn đề, bằng hàng thay mà nó hiển thị được như này mới là hàng zin nhá. iPhone 12 thì hiện tại series hiện tại bây giờ chưa fix được màn hình như iPhone 11 một series ấy, là thay màn hình thì nó sẽ báo là màn hình không chính hãng, nhưng mà đã fix rồi chỉ cần thay mỗi cái chip thôi thì nó lại báo màn hình chính hãng bình thường. Đó, còn iPhone 12 thì chưa được. Thế nên là đây mới là những chiếc máy chuẩn đét của hãng này. Đó, linh kiện chính hãng này. Linh kiện chính hãng là cái này là thay tại trung tâm bảo hành, tại service của Apple nhá, chính hãng thì nó mới có cái này. Thế nhưng chiếc máy này cũng rất là rẻ thôi. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ làm cụ thể nhá, và chi tiết mình sẽ bóc ra để cho các bạn hình dung. Bây giờ mình sẽ bóc một con máy zin. Một con, đây là máy máy zin nhá, máy zin đét. Tuyệt đẹp. Đó, pin thì chỉ có 589%. Thì những cái máy này là máy toàn ở trong kho nhà mình, có thể là nhập hàng xách tay hoặc cũng có thể là nhập hàng chính hãng. Đó, đây là hàng của Mỹ này, thì các bạn nhìn thấy nhá. Đây, còn thậm chí nó còn có người trước ta dùng, người ta còn vẫn còn có dán cái siêu việt bên cạnh luôn, nhưng mà máy rất là đẹp. Đó,
gần như là dán cái PPF này. Đó, thì mình sẽ bóc cái PPF ra nhá, để xem nó như nào. Đó, nhân viên nhà mình thấy đẹp quá chắc tiếc không bóc rồi, chứ còn nếu mà là mình thì mình bóc hết. Đó, toàn là khách người ta lên đời ấy, người ta có thể là người ta mua Pro 13, Pro Max, hoặc là người ta có thể mua 14, rồi bây giờ iPhone 14 Pro Max ra bên mình bán vô cùng là nhiều luôn. Mà hoàn toàn là những chiếc máy này là hoàn toàn là những chiếc máy mà khách người ta cầm người ta đổi lên. Thì bên mình có hỗ trợ lên đời nhá. Đó, thế là bạn nào mà đang có iPhone 12 hoặc là iPhone đời thấp mà muốn lên đời thì cứ qua bên mình hỗ trợ hết. Máy nào mình hỗ trợ trừ những cái máy mà hiện tại không được hỗ trợ, Apple hỗ trợ ví dụ như 6S hoặc là đổ lại thôi, thì bên mình sẽ không hỗ trợ lên đời, mình sẽ không nhập lại máy này nữa. Đó, trừ 7 lên là mình vẫn hỗ trợ bình thường nha. Đấy, máy đẹp như này các bạn này, người cũ dùng người ta rất cẩn thận, người ta dán hết rồi. Thế nên chiếc máy này rất là đẹp. Chiếc máy này thì giá của những chiếc máy này ấy, mà pin con này là hàng nguyên zin đét nhé, hàng không sửa chữa gì rồi, pin vẫn còn nguyên. Thế nên là nó không được cao lắm đâu. Mình đang dùng con 12 và mình dùng từ tháng 6 năm ngoái đến bây giờ thì pin chỉ còn 87 thôi. Con này là còn 89 nhưng khá là ổn đấy. Đó, thì con máy này hiện tại bên mình đang bán với mức giá là chia theo như này. Những chiếc máy nào mà pin dưới 92, pin dưới 92 nhá, pin dưới 92 đó, như ví dụ như chiếc máy này chẳng hạn, mà hình thức đẹp như thế này thì bên mình bán nó chỉ tầm khoảng dưới 19 triệu thôi. Dưới 19 triệu nhá. Đó. Còn nếu mà pin dưới 92 mà hình thức không đẹp ấy, nhưng mà những máy ít lắm, đa phần là mình nhập là mình phải nhập máy đẹp, nguyên zin và máy đẹp. Máy không đẹp thì giá chỉ dưới 18 triệu, có nghĩa là 17 triệu mấy trăm thôi. Đó. Đây là một chiếc máy pin 95 nguyên zin đét. Pin 95 nguyên zin đét này. Đó, mình sẽ phân biệt rõ ràng như vậy nhá. Pin 95 nguyên zin đét nghĩa là pin trên 92, từ 92 cho đến 100%. Và nguyên zin đét thì mình sẽ bán khác một chút, giá dưới 19 triệu. Những chiếc máy này ấy, thì là đa phần ấy, là nó còn phân chia theo giá màu nữa. Giá màu đắt nhất vẫn là màu xanh ở màu vàng, còn giá màu đen thì rẻ thôi, đúng không? Giá màu đen là rẻ nhất. Như chiếc máy này mình đang bán là tầm hơn 18 triệu một chút. Đấy, tầm hơn 18 triệu, tầm hơn 19 triệu một chút. Có nghĩa là giá là vì số đó là những cái chiếc máy pin cao là mình sẽ bán, và máy đẹp mình bán sẽ hơn 19 triệu. Đó, hơn 19 triệu một chút thôi, dưới 20 triệu nhá. Còn những chiếc máy mà pin dưới 92 như chiếc máy này ấy, thì nó sẽ là dưới 19 triệu, hơn 18 triệu một chút. Những chiếc máy mà hình thức xước và pin dưới 92 ấy, thì nó sẽ là dưới 18 triệu, tầm hơn 17 triệu một chút thôi. Đó. Cái này là mình đang nói máy nguyên zin nhá, chứ các bạn đừng có so sánh với những cái máy nào mà dưới 17 triệu ấy, thì các bạn cũng biết là nó có thể là nó đã làm lại rồi hoặc là như thế nào đó, thì mình không nói ép kính em kiếp chẳng hạn. Đó, đây là những chiếc máy nguyên zin hết, kể cả ép kính cũng chưa luôn. Đó, thế anh em nào mà trong nghề có thể xem clip này của mình và có thể sẽ nhìn sẽ hiểu ngay nhá. Đây. Còn đối với những chiếc máy mà linh kiện chính hãng này như nào, nhưng mà pin rất là cao, thì những chiếc máy này thì mình sẽ bán bằng những chiếc máy pin dưới 92 của hàng nguyên zin nhá. Đó, nhưng mà linh kiện chính hãng, nếu bạn nào mà biết đấy, thậm chí anh em thợ biết, anh em rất thích con này, bởi vì con này là hàng Apple người ta làm chuẩn, không phải test nhiều. Đó, Apple người ta thay chuẩn luôn. Đó, những chiếc máy này cũng rất là đẹp, pin rất là cao. À, pin rất là cao luôn. Đó, pin cao chiếc máy này thì bên mình đang bán nó là bao nhiêu nhỉ, đó là hơn 18 triệu và dưới 19 triệu nhá. Đó, đây các bạn nhìn thấy nhá. Thì iPhone 12 Pro Max thì nó cơ bản là nó có bốn màu thôi. Đó, nó bốn màu này, vàng này. Đâu, mình sẽ thử một cái màu xanh nào, xem bóc. Và xong này bóc thử một cái màu xanh nhá. Cho nó là đây, hàng V93 này có thể là hàng cũng là đây, linh kiện chính hãng này. Đó, hàng V93 linh kiện chính hãng này. Đó, nó còn một con màu xanh nữa. Màu đẹp rất là nhiều luôn, mình vô cùng ai màu xanh đây, màu xanh. Đây, màu xanh V86 này. Đó, màu xanh V86 này chắc còn dưới mày nó chỉ tầm khoảng 18 triệu rưỡi thôi. Về sau này thì các bạn cập nhật ở website, còn bây giờ là 18 triệu rưỡi, bây giờ là đầu tháng 10 của năm 2022, cuối tháng 9 đầu tháng 10 ấy. Đó, P56 nguyên zin nhá. Thì những con này nó chỉ tầm khoảng 18 triệu rưỡi quay về thôi nha. Đó, đây. Đây P88 này. P88 này mình có ghi đỗ pin là P88 này. P89 này. Rồi P93 này. P93 hàng linh kiện màn hình này. Đó, những con đa phần là những con hàng linh kiện màn hình thì đây con P92. Thế là bây giờ mình vừa nói là pin dưới 92 và pin trên 92, thì vậy 92 thì bán nhà, 92 thì bán với cái giá mức dưới 92, nhưng mà 93 thì nó lại khác nha. Đây là bản 256. 256 thì coi như con này nó rơi tầm khoảng dưới 20 triệu. Nó bằng tiền cái con 128GB pin cao máy đẹp nhá, mà không thay linh kiện gì. Đây là một con màu xanh. Đây, màu xanh đây. Màu xanh V56 này. Đây là một con màu xanh với pin là 88, hai con này bằng tiền nhau. Giá chỉ con này đắt hơn, con này là còn hàng phẩy phẩy này. Đây, con này hàng phẩy, con này giá chỉ dưới 18 triệu thôi. Đây. Phẩy phẩy đây các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đó, hàng phẩy phẩy này.
Hàng nguyên zin mà nó phải được khó tránh. Đây các bạn nhìn này. Đó, con này thì rất là đẹp đúng không? Pin 86 đẹp, nhưng con này pin 89 lại phải phải này. Đó, pin phải phải nhá. Đấy. Thì những con này là con này là rẻ nhất, con này chỉ hơn 17 triệu thôi. Đó. Chi tiết như nào thì các bạn cứ vào website mình hoặc chat ở bên mình nhé, hoặc là để số điện thoại dưới này mình tư vấn đây. Một con pin 100%. Con này pin 100%. Nói chung là sạc ít. Nhưng để xem là có phải cái hàng trả bài hay không, hàng đã bài hay không. Đây nguyên zin nhá. Chưa thay thế cái gì này, nguyên zin này. Thì chiếc máy này là đắt nhất. Màu xanh luôn, là đắt nhất thì mình đang bán nó rơi vào tầm khoảng 19 triệu 8, 10 triệu 8 nhé. Đó, bây giờ là đầu tháng cuối tháng 9 đầu 10 mình nhắc lại đầu cuối tháng 9 đầu 10 là 18. Còn sau này thì nó sẽ giảm hơn. Các bạn có thể vào website bên mình là mn.vn, mình ghi cái máy đẹp đó hoặc là máy xước ấy, nó sẽ khác nhau. Đúng không? Đây, lại có máy màu xanh nữa. Nó chỉ có 4 màu thôi. Đó, nó chỉ có 4 màu thôi. Đây, ví dụ một máy này nữa này. Đây là máy thay màn hình này. Đó, máy này thì dưới 19 thôi nhá. Máy này cũng là pin cao nhá. Pin 96 nhưng mà giá chỉ dưới 19 thôi. Đó. Đây có thêm một cái màu duy nhất, rất là nhiều màu khác nhau, chỉ có duy nhất một con màu trắng. Duy nhất một con màu trắng rất là hiếm, pin 94%. Không biết là hàng gì. Hàng. Đó. Không biết hàng gì nhá. À đây, đây là một trong những con là thay màn hình chính hãng. Đó, con thay tại hãng. Con máy này thì giá chỉ tầm dưới 19 thôi nhá. Tầm 18 mấy thôi. Đó. Bốn màu nhá, mình để bốn màu ra cho các bạn xem. Đây, bốn màu này. Đấy, để cẩn thận. Những con máy này bây giờ nó có dưới 20 triệu thôi nhưng mà nó rất là xịn. Thế là rất là nâng niu nhẹ nhàng thôi, kẽ hàng với các em nó thôi. Đó. Đây. Đấy, còn tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn như thế nào là chuẩn. Như thế nào là không bị ép màn, như thế nào là hàng Mỹ, như thế nào là hàng Việt Nam nhá. Ok, cùng chờ. Ok nhá, mình vừa gọn lại, cắt gọn máy đi, cắt vội máy đi bởi vì là nó nhiều quá, nó chán nản quá. Bởi vì là chỉ tập trung vào mấy con máy này để hướng dẫn các bạn cách chọn mua là sao cho chuẩn nhất, để mà các bạn tránh phải mua phải cái máy mà nó rẻ như bên mình bán với phải cái máy chất lượng nó kém ấy. Đó, đây là mình sẽ hạ camera xuống để cho tập trung nha. Đó, hạ camera xuống chút cho tập trung này. Ok, mình để gọn đây nha. Đây các bạn nhé. Đó, thì 12 Pro Max thì mình đã từng làm clip rồi đấy. Nó sẽ có 4 màu như này thôi. Đó, 4 màu như này thôi. Nhưng nó không hề đơn giản một chút nào đâu, nó còn phân ra nhiều loại khác nhau nữa. Đó, cho là mình quên lấy cái tập sim. Huy ơi, cho anh mở cái tập sim nào. Nó phân ra nhiều loại để các bạn có thể dễ lựa chọn và chọn lựa để mua cho nó sao cho nó chuẩn nhé. Hiện tại ở Việt Nam đa phần máy cũ ấy, đa phần máy cũ rất là nhiều luôn, đó là đến từ Mỹ, đó là đến từ Mỹ nhá. Thì vì sao nó máy đến từ Mỹ lại nhiều thế, thì mình phải nói thật với các bạn đây này, toàn bộ iPhone mà các bạn ở Việt Nam để lựa chọn để yêu thích là nó là hàng xuất Mỹ. Nhưng mà hàng xuất Mỹ ấy, thì đa phần là được vận chuyển qua Trung Quốc và đến Việt Nam. Và đa phần iPhone máy cũ tại Việt Nam thì chủ yếu là nhập từ Trung Quốc thôi. Đó, một số ít thì nhập lại của người dùng, một số ít thì nhập lại từ Hồng Kông, Hàn Quốc hay là từ Nhật Bản nhá. Còn đa phần là được máy được nhập từ Trung Quốc về, và từ Trung Quốc thì đa phần Trung Quốc lấy từ Mỹ về. Nhưng nhập từ Trung Quốc về thì nó rất là nhiều loại hàng khác nhau. Đó, có thể là hàng đóng lại, hàng thay vỏ đấy, hàng lắp ráp lại với nhau bằng cách nào đó mà nó lại ngon lành và về đến Việt Nam chúng ta mua. Thứ hai nữa là hàng nhập từ nước ngoài về nhưng mà nguyên zin, về Trung Quốc thì vẫn có nguyên zin, vẫn có những hàng đấy mình nhập với mức giá nhiều khác, mức giá khác nhau lắm. Mình phải nói thật với các bạn là mình nhập với rất là nhiều mức giá khác nhau. Ở đây thì mình chia sẻ thực tế nhé, mình đã bị nhập phải những cái lô mà nó kém chất lượng, đã bị cháo vỏ hoặc là đã bị vấn đề rồi. Đó, đó là nhập ở nước ngoài về, thậm chí còn đấy là ngoài ra nhá, đấy là dựng ở bên Trung Quốc, bởi vì là hàng anh em đều yêu thích hàng Mỹ mà, và hàng Mỹ thì đa phần là bị dựng lại ở bên Trung Quốc. Bởi vì hàng Mỹ đa phần là đi từ Trung Quốc về mà, thế nên dựng lại ở Trung Quốc nhiều. Nhưng mà có những hàng ấy thì là còn dựng ở Việt Nam cơ. Có nghĩa là như thế nào? Nghĩa là hàng ở Việt Nam mà bị vỡ, bị mạch, bị hỏng kính, bị vỡ kính, bị hỏng lưng, hỏng nước thì ở Việt Nam cũng bị thay nhiều rồi. Đó, ở thợ ở Việt Nam bây giờ nó cũng dựng được iPhone là bình thường. Hàng dựng bên Mỹ trong bằng hàng dựng bên Trung Quốc nó còn đẹp hơn hàng dựng ở Việt Nam. Đấy, thế nên lựa chọn là tốt nhất là chúng ta mua hàng zin mà không bị dựng. Thế nên là mình hướng dẫn ở đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt một cách đơn giản nhất, bởi vì là nếu mà phân biệt chuyên sâu về cách tháo máy ra hay là như thế nào ấy thì cái đấy là thợ biết, hoặc là những cái đấy là anh em là chuyên đi mua biết thôi, nhưng mà có phải cửa hàng nào người ta tháo mình xem đâu. Đó, thế nên là mình đây chỉ mình phân biệt nhẹ nhàng để chúng ta có thể mua được những cái sản phẩm qua mắt thường thôi, được an tâm phần nào đó, an tâm phần nào đó thôi, nhưng mà không khẳng định được tuyệt đối đâu nhé. Thế nên anh em xem cái clip này chỉ để tham khảo thôi chứ không phải là khẳng định tuyệt đối. Thế nên anh em nào có vấn đề thì hơi khó chịu hay là như nào ấy, thì anh em mình cứ comment bên dưới video để anh em mình cùng chia sẻ thôi, chứ không
không nên để những cái từ ngữ khó nghe ở trên clip mình sẽ xóa đi nhé. Đó, thì bây giờ trước mắt đấy là chúng ta cùng xem hình thức này. Việc đầu tiên đấy là iPhone 12 Pro Max thì nó chỉ có bốn màu như này thôi, cái màu xanh đậm, cái màu xanh này sang 13 Pro Max thì nó sẽ khác, nó không còn màu nữa, sang 14 Pro Max thì nó không còn màu nữa mà nó sẽ chuyển thành màu tím đen. Đó, sang là màu trắng bạc này. Cái màu này thì mình thích nhất bởi cái màu này rất là bền, màu này nó ít khi nó bị cũ lắm, mà có cũ đi ấy, thì đánh bóng cái viền nó lại đẹp nhá. Thế nữa cái màu đen này là cái màu khó bán nhất. Đó, anh em con trai đã thích thấy màu này nhiều hơn. Đó, chị em phụ nữ chắc chắn là không lấy màu này rồi. Đó. Còn cái màu vàng, mình thấy cái màu này màu sang nhất, nhìn rất là sang luôn, màu vàng rất đẹp. Nhưng mà tại vì là từ thời iPhone 5S trở đi là máy nào có màu vàng, thế là người dùng iPhone lại chán màu vàng. Mình thì mình rất là thích nhá, mình thích màu vàng, mình thích màu trắng nhất, xong đấy màu vàng này. Màu xanh với màu đen thì bình thường thôi. Đó. Đó là cái màu sắc thì chúng ta hãy xem như vậy. Còn tất cả những cái lưng của chiếc iPhone, cùng xem màu sắc thì cùng xem lưng luôn, thì những chiếc lưng của những chiếc iPhone 12 Pro Max nó sẽ giống như là lưng của iPhone 12 Pro Max, nó sẽ là màu nhám chứ không phải màu bóng đâu nhá. Đây đi mua về để chú ý cẩn thận nhá, màu nhám này. Đó, phía logo của Apple thì nó in ở giữa và nó không có một bất cứ một dòng nào, chữ nào đây. Nó không có bất cứ dòng chữ nào đây đâu, kể cả hàng châu Âu nó không còn in cái thùng rác ở dưới này hay ký biểu tượng, nhưng mà in trên mép này. Rất tiếc ở đây mình không có châu Âu nào. Đó, nó in ở trên mép này hay mép này đấy. Nó in một trong hai mép này, nó in cái biểu tượng hình rác ở đây chứ không in ở sau lưng máy nữa. Thế nên là cái việc mà dựng lại lưng máy dễ lắm. Việc mà dựng lại lưng máy, bởi vì lưng máy bây giờ nó có in cái gì đâu, nó phân biệt các thị trường đâu mà sợ là dán nhầm. Thế nên là các vị là thay lưng máy là cứ thay thành thạch thôi. Đó. Trung Quốc thay gần gần như không nhìn thấy ra cơ. Ở Việt Nam mình thay thì nhiều khi anh em mình vẫn nhìn được. Ở Trung Quốc gần như không nhìn ra. Còn bây giờ thì cùng nhìn lại cái màu nhá. Đây. Thì cái màu lưng máy này. Đó, bốn cái màu này nó phải giống hệt nhau. Đó, cái màu lưng máy đây. Đó, nha. Đó, cái màu lưng máy nó sẽ như thế nhá. Màu xanh này, màu vàng này, đen xám này, hay là trắng bạc. Đó, trắng thì đi với viền bạc, đen thì đi với viền đen bóng, vàng thì đi màu này là màu vàng không biết là màu vàng gì, gọi là màu mình hay trêu trêu gọi là cháo lòng, như đi với viền vàng óng nhé. Đó, đi với viền mạ rất là đẹp, màu vàng này vô cùng là sang luôn, màu xanh này. Đó, thì cái lưng máy là chúng ta nhìn cũng đơn giản thôi, chúng ta có thể phân biệt được. Thứ nhất nhá, ở đây mình hướng dẫn cho các anh em xem kỹ này. Thứ nhất là anh em nếu mà khi cầm con máy trên tay, anh em nhìn kỹ các viền này này, kỹ cái mép này. Đó, xem con lộ nó vết keo nào không, lau thật kỹ. Nếu thường thường dán ông nào làm ẩu ấy, Trung Quốc nó làm khó nhìn lắm, nhưng Việt Nam hay làm ẩu là nó sẽ lộ một chút vết keo nào ở đây, hoặc là cái mép này nó sẽ có một cái màu sẫm một chút, hoặc là bị lạc lạc đi. Đó, nó không được liền mép mạch như này. Đó, thì nó sẽ bị thay lưng, còn nó liền mạch như này là ok nhá, chúng ta vuốt là mịn này. Đó, vuốt là mịn rất đẹp nhá, không bị gồ ghề, không bị cong vênh, thậm chí bóp nó không bị nhún nhún chút. Đó, đó là lưng zin. Quả táo là nhắm mắt vào miết nó không có gồ ghề hay là như nào hết thì nó là lưng zin. Từ khi quả táo vuốt nó cộng 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 lưng nhám thì nó là lưng lô rồi nha, nó là lưng lô chuẩn luôn. Đó, còn tiếp nữa chúng ta hãy nhìn kỹ ở trên các mép lưng này, nhìn thật kỹ vào, nếu mà nó có một cái vết sức ở bên trong là tôi bỏ nhé, kể cả lưng zin nhiều khi tháo và sửa rồi nó bị sức bên trong ấy, thì chúng ta sẽ nên bỏ bỏ luôn, có đây không lấy được. Đó, lưng nó phải đẹp và bị như này, nó không có một cái vết, bất cứ một cái vết gì hết thì nó mới là chuẩn nhá. Đó, không có cái gì hết là ok. Còn bây giờ chúng ta nhìn lên cụm camera trên này này. Đây, mình sẽ lau mình một tí nhá, mình sẽ lấy cái khẩu trang mình lau một tí này. Đó, nó đen kít luôn, bởi vì camera còn phấn nó không bị lộ cái viền này, nhìn nó rất là đen, chỉ nghiêng nghiêng đi hoặc là xoay đèn vào chúng ta mới nhìn thấy cái thấu kính bên trong thôi, thì rất là đen nhá, nó còn nguyên phấn đó, rất đen nhá. Ở bên này nó có một cái mic thu âm khi quay phim này, nhiều khách hàng mua mình lại cứ tưởng nó bị vỡ, nhưng đây là cái mic quay phim trong quay phim nhá. Đó, tất cả cái ống kính nó làm đều rất đen đây. Cái viền này nó sẽ có cái màu viền tương tự với cái màu viền của cái này, để chúng ta phân biệt được cái viền này nó sẽ có màu viền tương tự của cái này nha, để chúng ta phân biệt được đấy. Đó, còn cái ba cái kính camera này nó sẽ hơi khác nhau hơn một chút, chúng ta nên phân biệt là cái này nó sẽ nhỏ nhất so với phần đen, xong đến cái này và cái này là cái sẽ to nhất. Đó, cái này nó sẽ khác hẳn nhau nha, cho nên giống hệt nhau thì thôi nhé, xem chừng nhé, nhiều khi hàng fake ấy. Đó, cái này nó sẽ là đèn flash rất là to nha, nó sẽ có hai cái xoáy ở bên trên và bên dưới chứ không phải một xoáy. Đó. Và cái này nó sẽ làm lớp kính, tưởng tượng như là lớp kính nổi lên, có thể là nhiều anh em hình dung đây là lớp mica, đây là lớp kính nổi lên. Đó. Nếu mà thay lưng nhá, nhiều khi chúng ta xoay kỹ ở cái mép này, những cái mép này là nó sẽ không được đều, nó sẽ không đều hoặc là nó sẽ có hơi có một cái nó bị mất bên trong thì nó là bị thay lại kính đấy. Cái này chúng ta cần phân biệt kỹ nhá, cái màu nào thế thôi, màu trắng này là dễ nhìn nhất, màu trắng màu vàng dễ nhất, hai cái màu này thì hơi khó một chút,
Nhưng này chúng ta nhiều khi chúng ta nhìn vào bên trong nó sẽ bị xước xước này, những cái đường sâu bên trong này. Thì những chiếc máy đấy là đã bị ép lại lưng rồi nhá. Ở Việt Nam làm là hay bị lộ lắm, Trung Quốc làm thì khó bị lộ, Việt Nam làm hay bị lộ lắm nhá. Ok, đấy là về cái lưng nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái viền. Cái viền này cũng khá rất là quan trọng, và chung là rất là quan trọng, có nhiều cái để chúng ta có thể nhận biết đấy nhá. Thì đa phần ở Việt Nam mình, lúc nãy mình cũng nói đa phần ở Việt Nam thì mọi người đều mua máy cũ hàng Mỹ đúng không, và bên mình cũng vậy, chủ yếu là hàng Mỹ thôi. Và hàng Mỹ thì mình nói thật là đến từ vận chuyển từ đất nước bên cạnh chúng ta, đất nước Trung Quốc nhá. Đó. Đây thì hàng Mỹ nó khác hàng Việt Nam hay khác hàng nước khác ở chỗ nào, đó là nó có một cái anten 5G ở đây. Ngày trước mình đã làm clip mình nói rồi đúng không, đây này, đây đó, mình nhấc cả, cả đống lên ấy thì chủ yếu là Mỹ, à chủ yếu là Mỹ nhá, duy nhất con này là hàng không phải Mỹ này đấy. Thì nó sẽ không có anten 5G, nó sẽ có một lớp liền đây, còn hàng Mỹ thì nó sẽ có anten 5G ở đây nhá. Đây là cái phần nhựa riêng này, riêng hàng Mỹ nó có thôi. Thế nên là chúng ta đi mua con nào chúng ta kiểm tra ở phần thông số, số bản modem, nó không phải là LL mà nó có cái này thì chắc chắn là nó sẽ thay vỏ, mà chúng ta không để ý. Trung Quốc nó thay vỏ bây giờ nó không để ý. Đây, đây. Ví dụ chỗ này là ZA, hàng này hình như là hai sim vật lý đó, tí nữa mình sẽ lấy cái sim cho mọi người xem, anh em xem. Đây là hàng ZA thì nó sẽ không có, hay đây hình như là hàng Việt Nam này, đây con này là hàng Việt Nam đây thì nó sẽ không có cái anten đây, hay là hàng châu Âu hàng nước nào vậy nó sẽ không có, chỉ có hàng Mỹ nó có thôi. Đó là cái viền đây nhá. Còn cái hàng của châu Âu ấy thì nó sẽ in thêm một cái ký tự, ví dụ như Hùng Rác hay cái CE hay là cái tiêu chuẩn của bên châu Âu, nó Euro nào ở đây này. Đây là riêng hàng châu Âu ấy thì nó in, nó phải in nhá, thì nó in ở bên cạnh chứ nó không in sau lưng như những hàng ngày xưa nữa, và in ở bên cạnh này nhá. Ở châu in vậy, mình rất tiếc mình không có con nào châu Âu đây, không thì mình sẽ show cho mọi người xem cụ thể hơn. Hàng châu Âu thì hiếm lắm, hàng châu Âu thì thi thoảng mới có thôi, mình không có nhiều, rất là hiếm. Chủ yếu là hàng Việt Nam, hàng Nhật Bản, hàng Hồng Kông, hàng Hàn Quốc là nhiều. Đó, Singapore, Singapore thì là đầu thôi. Đấy nhá. Còn cái cạnh này ý, thì chỉ ngoài cái hàng Mỹ là nó khác ở chỗ này thôi. Đúng không? Hàng Mỹ nó khác ở này thôi, chứ còn toàn bộ thì nó giống hệt nhau. Toàn bộ thì nó giống hệt nhau. Ở đây chúng ta cùng quan trọng nhất là chúng ta xem cái phần phím này. Phần phím này. Đó, hàng cái anten không nói rồi, còn lại phần phím này. Đó, thì chúng ta nên thấy là nó phải đều màu. Xanh với viền của nó phải đều hoàn toàn luôn nhé, nó không có lệch lạc màu đâu nhá. Cả cái khe sim luôn, cái khe sim của con này vì sao lại màu khác, bởi vì nó vẫn có cái dán đây đấy, chứ bóc ra thì nó phải đều màu đây, nó đều màu tăm tắp nhá. Đó, và cái nếp cắt của nó là phải phẳng, nhiều con nó sơn lại hoặc là xi lại hoặc là làm logo nó hơi múp múp nhưng nó phải phẳng này. Đó. Nhìn nó như là một khối luôn, nhắm mắt vào vuốt cái khe sim như là một khối luôn đó nha. Đấy, các viền cạnh như này này. Thì tất nhiên là chúng ta đi mua máy thì chúng ta nên tránh những trường hợp nó bị cấn. Nếu trường hợp nó bị cấn nặng ở cái viền này, mặc dù người ta có bán rẻ nữa thì chúng ta cũng nên không nên mua, bởi vì đã cấn là cái dòng này thì cái viền của nó rất là chắc. Thế nên rơi cấn là rất thường, nó rơi rất là nặng, nó rất là mạnh, nó mới cấn mạnh. Và cấn thì đa phần là nó sẽ bị vỡ kính, vỡ kính thì đa phần là ép lại kính. Đó, máy mà ép lại kính rồi thì nó mất giá trị nhiều lắm. Nó rẻ thật nhiều, chúng ta chấp nhận cái việc chúng ta mua rẻ hơn 3 4 triệu chúng ta đã mua. Chứ còn nếu mà chúng ta mà rẻ hơn ít quá chúng ta không nên mua đâu. Nó sức răm răm thì chúng ta có thể chấp nhận được, chứ còn nếu mà nó đã là móc thì chúng ta không nên mua đâu nhá. Đấy, cái phần nhựa của cái phần này nó cũng sẽ liền một khối luôn này. Đấy, phần nhựa anten thường này đó, chỗ này nó cũng liền một khối luôn này, cái màu của cái nhựa này đều màu nhau đó, màu đều đều màu nhau nhá, nó liền một khối luôn thì nó mới chuẩn. Và cái màu của cái nhựa này nó theo màu của cái viền, đen này thì là xám đen này, vàng là vàng này đó, bạc thì nó là trắng này, đây bạc nó là trắng này, hay là xanh này thì nó là xanh này, nó là chuẩn màu như vậy. Chứ nếu mà ví dụ con này nó lại vàng thì nó làm lại quá ẩu luôn nhá, lưu ý như vậy. Đây còn tiếp nữa, ở chỗ này nó có khe sim, nó có khe sim ở đây thì chúng ta sẽ chọc khe sim ra, chúng ta chọc khe sim ra nhá. Cái sim nó còn răng chống nước này, sim nó còn răng chống nước và khắc email ở đây đó. Cái email này có thể trùng và có thể không trùng, bởi vì nhiều trường hợp là nhập lô về và lắp nhầm email, nhưng nó phải có dao trong nước, phải có email. Còn nếu không có email là lô là email lô nhá, email lỏm thì nhiều khi cũng không cần phải lấy đâu, mình phải nói thật là như thế. Đây nhá, còn ở đây là sẽ có một con Hồng Kông này, con này bản hai sim đấy, ZA này. Đây thì nó cũng sẽ in email nhưng nó sẽ khác khác một tí nhá, bởi vì cái bản này là hai sim vật lý, nó sẽ lắp được một khe sim trên và một khe sim dưới đó, thế nên nó không phải in như ở vị trí kia mà nó in ở vị trí bên dưới đây. Đây là dưới này, và nó có một cái lẫy như này. Nên là hàng ZA mà mua mà chúng ta bóc ra là khai sim này, chúng ta sẽ không lắp được hai sim đâu, chúng ta bắt buộc phải có khai sim này. Khai sim này mua hiếm hiếm vô cùng luôn, mua lại linh kiện khai sim này gần như không có luôn, mình tìm hiếm
hiếm lắm không mua được. Thế là cái khai sim này là khi chúng ta mua hàng ZA là bắt buộc phải có, chứ còn nếu mà chúng ta mua hàng ZA mà khai sim như này chúng ta sẽ không lắp được sim thứ hai đấy, bởi vì nó không có eSIM mà nó chỉ có hai sim vật lý thôi, còn bên trên nó là lắp sim thứ nhất này. Đó, riêng hàng ZA chúng ta mua nó phải như vậy nhá, chứ nếu mà chúng ta mà mua cái khai sim mà nó lại như thế này thì chúng ta bỏ ra đây mua nhá. Đó, cái lựa chọn của chúng ta phải chuẩn như vậy. Đây còn khi chúng ta tháo ra thì nó sẽ có một số cái thông tin rất là quan trọng ở đây. Ở trên này nó sẽ có lắp ráp tại Trung Quốc này, đấy, bằng tiếng Anh này. Bên dưới này nó sẽ có số model bản hiệu này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy dòng chữ bé xíu đây. Ở đây mình sẽ đọc là A2412, bởi vì là cái này là mình nhìn ở ngoài thì mình sẽ nhìn thấy ngay, cái camera thì khó nhìn lắm. A2412 nhá. Cái này nó sẽ in ở trên máy để chúng ta phân biệt được vỏ zin là vỏ chuẩn là vỏ lô. Nếu nó không có in là vỏ lô nhá. Nhờ ông còn cạy mẹ đi. 2412 thì ông phát hiện nhầm, lấy bút cào 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 nó ra để cho chúng ta không nhìn thấy. Đấy, đấy là những người dựng ẩu, dựng ở Việt Nam mới ẩu, Trung Quốc nó dựng nhiều khi chuẩn lắm, nó không bị ẩu như này đâu. Đó. Cái viền nó quan trọng chúng ta xem ở đây. Tất nhiên rồi chúng ta có thể thử áp suất này. Bút cho vào miệng mút nhá. Mút tụt cái mồm mà được, nhưng mà cái này thì mình cũng hạn chế anh em cách test cái này thôi, bởi vì nhiều khi chúng ta sẽ xảy ra cái trường hợp mà chúng ta mút mạnh quá, chúng ta thổi mạnh quá nên sẽ bị bắn nước bên trong nó hỏng máy đấy. Cái này mang tính tham khảo thôi, tin cửa hàng là chính nhé. Đấy còn chúng ta cứ nhìn cái sơ qua là như vậy được, không chúng ta mút thì chúng ta tự tin chúng ta mút thôi, bởi vì là khi test chúng ta cũng phải, phải thử chứ đúng không. Đó, mút mà nó tụt vào là chưa bị mất áp suất đó. Đấy nhá, là khi chúng ta test ở cái viền đấy. Đây cái gà rung nó phải chắc chắn nhé, nó không bị long long, nhiều cái gà rung nó long long này này là nó hỏng rồi. Và gà rung chắn nút bấm chắc chắn đều nhau, nút bấm đều nhau nhé, nút bấm một cái mà thì mẩy quá, một cái thì lì quá thì không nên mua, đều nhau. Ok. Đó, cái viền thì như vậy thôi, màng loa này cũng vậy này. Đấy, màng loa và chân sạc thì cũng nên sạch sẽ một tí. Cái này thì cái là cơ bản là màng loa sạch sẽ. Màng loa mà nó sạch quá thì không có sạch cái nỗi mà nó không có cái màng bên trong thì nguy hiểm nhá, phải có nhá. Đó, cái chân sạc này vậy này. Đấy, nó có cái viền này. Nhiều cái chân sạc nó làm ẩu nó xấu. Cái chân sạc nó nhất viền như này. Đó thì mới chuẩn. Còn đấy bây giờ là cái viền như vậy là chúng ta sẽ xem tiếp được cái màn hình. Màn hình của con màu nào thì nó giống hệt nhau thôi. Nhá, chúng ta lưu ý là màn hình của con màu nào thì nó giống hệt nhau thôi. Đây nhá, màu đen là màu màu vàng này. Đó, màu trắng này. Màu đen đây hay là màu xanh mình sẽ bỏ những chiếc máy coi bên. Này sẽ rất là nhẹ nhàng thôi. Đó, cảm giác rất là nâng niu những em này, bởi vì là mặc dù bây giờ nó dưới 20 triệu nhưng mà nó vẫn là một siêu phẩm, nó là ước ao rất là nhiều người. Bản thân mình cũng vậy, mình cũng rất là ước ao của chiếc máy này mình dùng. Đó. Mình phải nói đấy nhá. Đây nhá. Đó, màn hình con nào nó sẽ là màu đen. Đó, màn hình con nào sẽ màu đen. Cái mà chúng ta cần xem ở đây ấy, thứ nhất là cái màn hình nó không bị xước quá là nhiều, nhưng nó sẽ không bị ép lại kính. Đó, nhiều khi nhá nó bị đẹp long lanh nhưng mà ép lại kính thì cũng bỏ đúng không, nhưng nó không xước quá là nhiều và nó đẹp đây. Đó, cái màn hình nó sẽ đen một cách tuyệt đối luôn, bởi vì nó là tấm nền cao cấp, LED cao cấp, nó sẽ rất là đen nha. Chúng ta sẽ rất là khó nhìn thấy những cái đường viền này. Chúng ta phải chiếu đèn vào, mình đang chiếu một cái đèn cao áp ở đây để mình quay phim cho nó sắc nét thì mình mới nhìn được cái viền của cái màn hình thôi. Chứ còn nếu mình bỏ ra ngoài mà ánh sáng thường thì mình sẽ gần như không nhìn thấy đâu. Chỉ ánh sáng rất là sáng hoặc là đèn ánh sáng mặt trời rất là chói chiếu thẳng qua đây thì chúng ta mới nhìn thấy cái viền này. Nếu chúng ta cầm cả cây trên tay chúng ta nhìn không thấy cái viền luôn, như là một khối đen kít luôn. Và khi chúng ta bật lên đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái mép của nó này. Đấy, cái mép nó rất là đều nha. Nhiều cái màn hình lô ấy, nó bị dày, cái bên dưới ở cái bên dưới này thường thường nó dày hơn hai bên cạnh, hay là nó bị lệch màn hình ép lại nó bị lệch đó, thì cái đấy là chúng ta nên bỏ, bởi vì nó không làm chuẩn zin. Hàng zin nó phải đều tăm tắp như thế này, nó phải rất là đen nha, nó phải rất là đen. Và ở trên này này đó, nó là cái cụm tai thỏ mà đến bây giờ iPhone 14 Pro Max nó mới bỏ được cái này đi đó, nó cũng phải rất là đen đẹp và rất là liền nhé. Nhiều cái nó bị hơi chảy mực một tí ở chỗ này ấy, thì là nó sẽ hơi chấm chấm đen này, cái màn hình nó mất giá trị rất là nhiều luôn, gần như bỏ này đi đấy, không dùng được, không 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 nên mua đấy. Hoặc chấm đen ở cái mép này này, chúng ta nên xem kỹ nhé, nếu có chấm đen ở cái mép này chúng ta nên bỏ đấy. Còn ở phía trên này nó sẽ là màng loa trong này, màng loa trong thì nó sẽ làm sát vào màn hình rồi đúng không, nó làm sát rồi. Và thường thường nếu mà mua máy cũ thì nó sẽ hơi bẩn bẩn nhưng nó không nét, nó căng đầu nó nét căng, nhiều khi là chỗ máy đã bị thay rồi. Còn đây là chiếc máy nó bị thụt ở bên trong là vì sao, bởi vì đây là chiếc máy đang được dán cường lực. Thì khi chúng ta đi xem, chúng ta xem máy có được dán cường lực hay không nhá. Đấy, bởi vì nhiều khách hàng bên mình xem lại, ôi anh ơi con này ép kính rồi sao mà màn dày thế, bởi vì đây là dán cường lực. Màn hình của iPhone 12 của Pro Max là mình phẳng, khi dán cường lực vào thì như một khối luôn, rất là đẹp. Thế nên nhiều nhiều khi tưởng tượng là nó là bị cộm lên, thì thực ra đây là miếng dán cường lực nhá. Đó, nó bị rõ xong một chút này, đây là miếng dán cường lực.
nhiều miền sáng ngự lực nó có cả miền kiếm phiền luôn rồi đó. À, chúng ta phải xem kỹ là có sáng ngự lực không, chúng ta cũng xem nên bóc ra để xem nhé, bởi vì nhiều trường hợp là sáng ngự lực nhưng bên trong nó bị xước ấy, nên chúng ta mua cho nên bóc ra xem đó, kể cả cửa hàng không khuyến mại trong sáng ngự lực thì chúng ta có thể mua cái khác, nhưng khi chúng ta mua chúng ta nên bóc ra xem để xem nó bị xước hay không nhé. Đó thì ở phía trên này nó sẽ có một cụm cảm biến, cụm camera trước và cụm camera TrueDepth để chúng ta có thể nhận PID. Thì ở trên này nó gồm có bốn mắt tất cả, trong đó có một mắt camera trước chúng ta nhìn rất là rõ bằng mắt thường, còn ba cái mắt bên này là ba cái mắt sẽ bị nằm chìm đi, chúng ta soi đèn rồi chúng ta mới nhìn thấy nó rất là đen, nó đen ngang với cả màn hình bên dưới đó. Nó gồm có ba cái lỗ tròn, hai lỗ tròn bên cạnh bên này rất đều nhau, cái này nó đều nhau nhá, nó không lệch như chiếc máy mình một con mắt mình đã từng làm clip, cái này nó đều nhau luôn đó, nó đều nhau luôn nhá. Trên này nó cũng tròn này, bên dưới này nó cũng hai ba bốn này đều nhau đó. Và chúng ta nhìn kỹ xem nó có một vết xước ở bên trong màn hình hay không, nếu mà vết xước bên trong màn hình thì nó là quá kém chất lượng, nên là lưu ý là như vậy nhé. Thì cái màn hình chúng ta xem đơn giản như vậy thôi đó, tất cả những chức cái khác chúng ta xem ok rồi, chúng ta sẽ mở máy lên để chúng ta xem. Đây này, như mình vừa nói nhé, máy nó còn bao nhiêu phần trăm pin nó quyết định về cái giá, chúng ta xem đã zin rồi nhưng quan trọng là chúng ta xem còn bao nhiêu phần trăm pin và máy đã bị thay thế cái gì chưa thì nó sẽ quyết định về cái giá đó. Ở đây thì mình đã có sẵn những con máy đầy đủ các loại, gần như các loại ở đây rồi đấy nhá. Đây đó, pin 94, pin 86, pin bao nhiêu đây, đó pin 87, đa phần bây giờ nó đều là pin không còn cao nữa, mình phải nói thật với như các bạn là như vậy, chứ pin cao bây giờ không nhiều đâu. Đây này, con này pin 95 này đó, pin cao bây giờ là không nhiều đâu. Ở đây thì mình đã nhập được hai con máy của khách lên đời 14 Pro Max, hàng Việt Nam, hộp trùng email nhá, hộp trùng email này, thậm chí con này là 128, thậm chí con này là 512 GB này đó, hộp trùng email được, toàn bộ là hàng, con 512 GB này nó là hàng ZA 2C vật lý nhá đó, còn con này nó là hàng Việt Nam. Thì ngày xưa mình đã từng làm clip phân biệt giữa hai cái hàng với nhau rồi, hàng Việt Nam có chữ Việt Nam đây đó, về cái hộp. Còn về bên trong nhá, đây là những chiếc máy hoàn toàn khách mua mới cứng ở bên mình, khách mua bên mình mới cứng và khách lên đòi 14 Pro Max khách quay lại bán đó, nhờ khách dùng chỉ tầm khoảng được 1 năm thôi đó, hơn 1 năm một chút thôi, nhưng mà pin cũng chỉ còn có 86% đây này đó, con 52 GB pin chỉ còn 86% thôi, nhưng mà nó là pin zin, nó là máy zin chưa hề bóc như thế nào đó. Những con máy này thì cũng có giá rất là tốt nhé, máy nhập lại, máy bán lại, khách bán lại và mua lên đời máy bên mình hoàn toàn hỗ trợ khách rất là dài luôn, kể cả khách không mua máy là mình cũng hỗ trợ nhập lại để lên đời bên mình nhé. Đó, hộp nguyên như này nhưng mà pin nó chỉ còn có 8 mấy% thôi, chứ nó không còn 90% đâu, 90% nó là dạng hàng hiếm đấy. Đó, thì chúng ta cùng phân biệt nhé. Mình nói lại là khi chúng ta đi mua chúng ta chọn những con pin cao. Đó, chúng ta sẽ lên chọn những con pin cao, rất là may thì đợt này là iPhone 12 Pro Max vẫn chưa fix được pin, cho nên khi thay pin lô thì nó báo luôn là pin không chính hãng rồi. Còn nếu mà không có trường hợp thay pin và fix đến đâu thì chúng ta chọn được con pin cao, tất nhiên là chắc chắn là pin zin, không phải pin thay và không phải pin kích. Đó, mình cũng chưa thấy ai kích được, người ta kích được thì mình không biết là có thật hay không. Đó, nhưng mà chúng ta chọn được con pin cao là tốt nhất nếu mà chúng ta có điều kiện kinh tế, bởi vì những con pin cao thì thường giá sẽ cao hơn. Còn bên nào nó bán bằng giá thì không biết là con nó như thế nào, nhưng bên mình sẽ bán cao hơn, chắc chắn một điều như vậy. Bên mình bán những con pin cao mà còn nguyên zin nhá, chưa thay thế cái gì, thay thế là phải thay thế ở nhà nhà sản xuất, thay thế tại Apple thì bên mình mới bán, chứ còn nếu không thay thế tại Apple thì bên mình không bán, hoặc bên mình chỉ có thanh lý thôi nhá, các bạn lưu ý như vậy. Thì nếu mà những con pin cao mà không thay thế gì, giá hiện tại đắt nhất bên mình đang bán là dưới 20 triệu, trên 19 triệu, từ 19 đến 20 triệu tùy màu nhá. Đó, hoặc là tùy hình thức đẹp hay không. À, xấu thì sẽ rẻ hơn, xấu thì dưới 19 triệu thôi. Đó. Ví dụ như con này là pin 95%, nhưng mà con này hình như là bị con này nguyên zin này, pin 95% mà con này mình bán là cao nhất này. Đó, màu đen này mình bán khoảng 19 triệu 450. Đó, máy zin nhá. Còn con máy này là 256 là cũng là pin zin này, con pin 86 nhá, chắc chắn là chưa thay thế gì luôn. Đa phần những con máy bên mình mà pin thấp thì là máy nguyên zin hết toàn bộ, chưa thay thế luôn. Áp suất còn nguyên luôn, mút tuột cả lưỡi luôn nhá. Đó, đây con này là hàng pin này là pin 94 nhưng mà là linh kiện màn hình chính hãng này. Linh kiện màn hình chính hãng đã bị thay màn hình rồi. Nhiều trường hợp màn hình update bị lỗi giống như là iPhone 13 series mà cầm đi bảo hành Apple, Apple chỉ thay màn hình thôi và nó sẽ báo như thế này nhá. Đây là màn hình chính hãng, thì những chiếc máy này giá là dưới 19 triệu, có nghĩa là rẻ hơn, trên 18 là dưới 19, rẻ hơn những con nguyên zin pin cao là 1 triệu. Đấy. Mặc dù nó rất là xịn, mặc dù những con này còn nguyên áp suất cũng là xịn của Apple, thợ rất là thích con này, mình phải nói thật, anh em thợ, anh em nào xem clip này có nói đúng không? Nếu lựa chọn giữa một con pin thấp và một con pin cao nhưng mà đã thay màn hình chính hãng, anh em thích con nào? Chắc chắn là anh em sẽ thích con màn hình chính hãng hơn. Nếu anh em chọn nhá. Đó. Đây con máy 89 này cũng vậy, mình chỉ bán là hơn 18 triệu thôi. Có những con thấp hơn thì nó sẽ ấy hơn. Đấy,
khi chúng ta mở cái màn hình lên, chúng ta mở máy lên, chúng ta lên xem pin là cái đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta lên vào chỗ phần cài đặt chung và chúng ta xem nó bị thay thế cái gì chưa. Nếu trường hợp nó báo linh kiện không xác định ấy, báo hình chấm than ấy, thì những cái máy đấy anh em nên không lấy, hoặc là anh em mua phải thật rẻ thôi, bởi vì những cái máy đấy là cái máy nó bị thay màn hình rồi, mà thay màn hình ngoài, thay màn hình, kể cả chúng ta thay màn hình xịn nhá, nhưng từ con khác thay sang ấy thì nó cũng sẽ báo là màn hình không xác định, bởi vì con nào đi theo cái IMEI đấy, cái series đấy thì mới báo được như thế này. Đây là hàng chính hãng thay mới báo như thế này đó. Những con mà thợ Việt Nam làm nó dán lắp suất lại những chiếc là còn ngon đâu, thế nên chúng ta nên chọn những con máy nào như thế này. Bên mình thì không bán những con màn hình thay đâu, hàng thay ngoài không, không bán, hoặc là bán thì bán thật rẻ chứ mình không bán giá cao được. Đấy, mình phải nói thật với mọi người, hoặc mình thanh lý thôi, thanh lý ra rẻ đấy, anh em nào cần mua thì mua thôi, không có gần như không có, bây giờ không có đâu, nếu có thì mình sẽ show cho anh em xem luôn đấy nha. Đó thì là cái màn hình của những chiếc máy này ấy. Tất nhiên là khi chúng ta đầy đủ các thông tin như này thì tất nhiên là tất cả các chức năng nó còn đầy đủ. Ví dụ truy tông này, thì ngày xưa mình đã làm clip hướng dẫn những cái màn hình thay của iPhone X nó sẽ có báo mất truy tông, kể cả nó không báo màn hình thay nhưng mất truy tông, nhưng những cái màn hình này còn đầy đủ nhé, kể cả màn hình thay chính hãng còn đầy đủ truy tông này là phải còn đó. Đây, bật truy tông lên và cho độ sáng lên. Đây, cái con màn hình khi bật độ sáng lên là gần gần xem nhau. Khi chúng ta đi xem máy điện thoại mình bán cho nhiều khách hàng, người ta xem, mọi người xem ấy thì thấy màn hình tại sao nó không có giống nhau. Đó, nó không có giống nhau, tại sao những con thì ví dụ như con này sáng vàng hơn, con này sáng xanh hơn, hay con này cũng vàng hơn, thì nó một điều thôi, màn hình iPhone thì không phải là một nhà sản xuất ở đâu, cũng không phải do Apple xuất mà người ta đặt. Ví dụ như là ngày trước thì mình biết là chắc chắn là LG Tràng Duệ tại Hải Phòng mình ấy là có sản xuất màn hình cho iPhone, hoặc là một số công ty khác ví dụ là Toshiba hay Samsung đây, hoặc là một lô sản xuất khác nhau, hai lô sản xuất khác nhau, thì chất lượng màn hình hiển thị nó sẽ hơi khác nhau một chút. Nếu chúng ta tất cả đều rất là đẹp nhé, chỉ có cái là nó đen hơn, hoặc là nó đen hơn, hoặc là nó sáng hơn, à nó xanh hơn, hoặc là vàng hơn thôi, cho đều độ sáng như nhau và rất là đẹp nhé. Đấy, chúng ta đi mua chúng ta cần xem như vậy, chứ không nên là chọn một cái màn thấy màn hình khác nhau mà ta sợ nhé. Đó, đấy là mình phải nói thật, tùy lô nó sẽ khác nhau. Đây, còn cái cuối cùng là chúng ta xem là cái số bảng hiệu lại lần nữa, xem là liệu có chuẩn hay không. Đó, cần cách check email ở trên hệ thống thì mình đã hướng dẫn rồi, chúng ta cùng xem lại cái cũ nhé. Cái này mình hướng dẫn rồi, mình muốn nói lại với cái này nó khá quan trọng. Số bảng hiệu mỗi nước nó lại một khác nhau. Đây, có chữ M đứng đầu, toàn bộ là có chữ M đứng đầu này. Đây này, M đứng đầu này nó là hàng thương mại bình thường nhé. Đây, M này, M này, M này. Nó là hàng thương mại bình thường, nó không phải là hàng trả bảo hành, hay không phải là hàng CVO, hoặc là phải là hàng fix lại. Đó là có chữ M đứng đầu. Còn nếu mà ví dụ chữ N đứng đầu là hàng trả bảo hành, chữ F đứng đầu là hàng 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 CVO, là hàng người ta sửa lại rồi người ta đem, người ta bán lại đấy, người ta bán thanh lý ấy. Apple nó làm vậy. Đó, thì những chiếc máy này, những chiếc máy thương mại bình thường này, kể cả hàng ấy này, hàng mà có thương mại thường mà đã thay màn hình rồi là cái hàng mà sửa chữa dịch vụ. Đó, hàng sửa chữa dịch vụ hoặc sửa chữa bảo hành. Thì bây giờ bảo hành nó gần như nó không đổi đâu, cho nên hàng có chữ N là hiếm. Ở Việt Nam không đổi, còn nước ngoài thì mình không rõ nó có đổi hay không. Đó, ở Việt Nam không đổi thì những cái hàng hàng sửa chữa dịch vụ hoặc là hàng sửa bảo hành nhé, không phải trả bảo hành. Đó, trả bảo hành nó lại mã khác. Đó, nhưng cái số bảng hiệu chúng ta ấn vào đây nhé. Đây này. Mỗi nước là một khác nhau, mỗi khu vực nó một khác nhau. Ví dụ đây là Mỹ này, nó là A2342 này, 2342 này, 2342 này, 2412 nó là hàng Hồng Kông này. Đây 2342 này, Việt Nam cũng nhiều khi cũng có 2342. Đó. Đây sao phải Việt Nam, đây là Mỹ này. Mỹ này. Mỹ này. Mỹ hết, thế còn Việt Nam đâu nhỉ? Có Việt Nam đâu? Để mình xem nào, có Việt Nam nào nó sẽ là mã khác hay không. Hình như đây là Việt Nam này. Đúng rồi, đây Việt Nam nó là mã khác này. Đó, Việt Nam nó sẽ là 2411, Mỹ là 2342. Đó, thì cái này ấy, cái này và cái ở trên khai sim nó phải trùng nhau. Thế nên khi nhiều khi nó thay vỏ ấy thì nó sẽ không bị trùng, nó không trùng, bởi vì là các đời máy khác nhau, châu lại một mã khác nữa nhá. Đó, lưu ý là nó nằm bên phía dưới màn hình nhá. Đó, các bạn mua máy các bạn lưu ý như vậy. Đó, nó chỉ có như thế thôi. Còn lại là chúng ta có thể lựa chọn, yên tâm chúng ta lựa chọn rồi. Bên mình bán thì mình đã làm clip này thì các bạn chắc chắn là mình sẽ làm những bán những chiếc máy chuẩn nhất, bởi vì mình làm clip mình không thể bán vớ vẩn được. Đó. Thế nên là các bạn xem clip này mà các bạn thấy hữu ích thì các bạn cho mình một like và chia sẻ mọi người xem. Còn nếu các bạn mua máy này, những cái máy này ấy, thì các bạn có thể comment vào dưới video này nhé. Các bạn muốn mua dòng nào, pin cao pin thấp, hay là máy thay màn hình rồi, hay là máy chưa ấy, thì các bạn cứ comment dưới này thì mình sẽ số điện thoại các bạn vào thì mình sẽ nhắn cho các bạn. Zalo thì càng tốt, mà không thì mình sẽ gọi điện trực tiếp cho các bạn để mình chia sẻ và trao đổi và mua hàng. Thì mua hàng sản phẩm này thì các bạn đến trực tiếp 170 Lầy Chay, hoặc là các bạn có thể là mình ship COD cho các bạn nhận hàng thì các bạn phải thanh toán. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Bên mình bảo hành những chiếc máy này tại shop thì ít nhất là 1-1 trong vòng 30 ngày, còn các bạn ship đi xa thì 1-1 trong vòng 60 ngày, và bảo hành phần cứng trong vòng 12 tháng. Các bạn có thể nâng cấp lên bảo hành 1-1 trong vòng 12 tháng tùy các bạn chọn nhé. Đó, thì ngày hôm nay thì mình làm đến đây thôi. Các bạn xem thì thấy hay nhớ lại, mình nhắc lại chia sẻ và cho mình một like. Cảm ơn các bạn xem clip nhé. Chào tạm biệt các bạn.